cứu đâu ra đây vậy? Nhưng mà không sao hết trơn á, tôi cũng là bác sĩ mà, để tôi khám cho, không sao đâu. Tôi không muốn người lạ khám tôi. Thôi cứ bình tĩnh đi, không sao hết trơn á. Tôi đến đây là tôi không có khám mà. Anh Phong, nếu như mà nhà thuốc của tôi không có gặp khó khăn và bác của tôi không có đổ bệnh thì tôi đã không phải tới đây như vậy. Bởi vì bác Thành đã nói là sẽ giúp tôi cứu được nhà thuốc, cho nên tôi thật sự là không còn lựa chọn nào khác. Câu chuyện của cô cũng cảm động lắm, nhưng nó không liên quan đến tôi hết. Xin lỗi nha. Đúng ra là con phải khéo léo hơn, con phải chinh phục cái đó bằng tình cảm chứ không phải bằng cách thể hiện năng lực của mình. Vậy theo bác, con nên làm gì hả bác? Nếu là bác, bác sẽ hạ mình xuống, làm theo tất cả những gì Thành Phong nó muốn, để tạo dựng quan hệ với nó. Mình nói chuyện đàng hoàng với nhau sau có được không? Bây giờ bệnh nhân ở dưới cũng đông lắm, để tôi phụ anh hút thuốc nha. Cách của tôi sẽ không làm cho Alzheimer phát triển đến giai đoạn 3, giống như là ba của Hân đã mắc. Và nó sẽ không thể tiến triển đến giai đoạn 7, bệnh nhân sẽ không còn phải nằm liệt giường. Thật sự là có thể như vậy luôn á? Đó là cách của tôi. Vậy nghiên cứu của anh ở bước nào rồi? Vẫn ở giai đoạn thử nghiệm, đến bây giờ thì vẫn ổn.